Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với hạnh nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với hạnh nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm cầu Di Đà với hạnh nguyện thiết tha. Thank you.
tình chỉ là nhón nhói, những linh ái trong đời chỉ là mây khói, nhân hợp đèn của thế nhân chỉ làm thêm những cô đau, chỉ là bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin qua thế âm cho tâm hồn con luôn sáng trong, cầu xin qua thế âm cho cõi lòng con không thấy nhớ, và con xin khắc ghi những lời dạy từ đi chữ soi quyền bình đi quy dưới chân. Cảm ơn Ngọc Hoa rất nhiều. Thưa quý vị, với những nhạc phẩm và sự đóng góp của một số các anh chị Phật tử cũng như ca sĩ Ngọc Hoa vừa qua, đã cho chúng ta được phần mở đầu của chương trình đêm nay tràn đầy sinh động và tươi vui. Kính bạch chư lực vị tôn đức tăng ni, thưa quý đồng hương Phật tử, đêm hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại nhà hàng Crystal Palace ở Cali Hay. Toàn thể Phật tử chúng ta đã quy tụ về đây với một tấm lòng và trong tinh thần là ủng hộ để cho công trình xây dựng chùa Long Quang sớm được hoàn thành như nguyện. Và thưa toàn thể quý vị, tất cả chúng ta có mặt trong đêm hôm nay gồm tất cả là hơn 700 Phật tử có mặt, và đó là một điều mà khích lệ rất lớn cho ban tổ chức nói chung, cũng như là một niềm vui rất là trọn vẹn của Thượng tọa Phổ Hương trụ trì chùa Long Quang. Và xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay chào mừng nhau trong sự hiện diện đông vui này, và tin tưởng đêm gây cử sẽ đưa đến nhiều kết quả thành đạt Phật tài chánh. Và tiếp theo chương trình, kính bạch chư lực vị tôn đức tăng ni, chúng con xin được mạn phép thông qua chương trình đêm hôm nay gồm có sau vài lời chào mừng của chúng con đối với toàn thể chư lực vị tôn đức tăng ni và quý quan khách cùng quý thân hữu Phật tử. Chúng con xin được kế tiếp xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện tham dự chứng minh của chư lực vị tôn đức, và kế đó là chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Phổ Hương trụ trì chùa Long Quang để có đôi lời mở đầu cho chương trình gây quỹ hôm nay. Và tiếp theo thầy Phổ Hương, chúng con xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Bổn Điền để cho có đôi lời đạo từ trong chương trình gây quỹ này. Và sau đó chúng con sẽ xin phép được đi vào chương trình văn nghệ giúp vui của một số các anh chị em văn nghệ sĩ có mặt. Và nhân đây cũng chúng con cũng xin mở một hoạt đơn ban nhạc AMT cũng như các ca sĩ chuyên nghiệp cũng như những Phật tử đóng góp đều hoàn toàn trong tinh thần tình nguyện, tự nguyện và góp phần để mong mỏi đêm dạ tiệc được thành công, không hề nhận một chi phí, một thù lao nào cả. Với tinh thần ấy, xin quý vị cho một tràng pháo tay đến bên nhạc AMT và các anh chị em nghệ sĩ đang chờ đợi và đóng góp. Xin cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ và ban nhạc rất nhiều. Và thưa quý vị, trong tinh thần của những người con Phật đến với một đêm dạ tiệc gây quỹ xây dựng chùa, và với quan niệm rằng nơi đâu cũng là đạo tràng khi cái sự hiện diện của chư vị tôn đức tăng ni, do đó con xin cung thỉnh Hòa Thượng Bổn Điền xin Ngài hoan hỷ chủ trì cho phần nghi thức niệm danh hiệu Phật để cầu gia bị. Xin Thầy chuyển microphone đến cho Hòa Thượng. Thưa toàn thể quý vị, để chính thức bước vào chương trình của đêm gây quỹ như đã thưa, chúng tôi muốn lần lượt theo thứ tự, rồi chúng tôi sẽ có nhiều niềm vui đặc biệt để gửi đến quý vị trong đêm hôm nay. Thượng tọa Phổ Hương rất nhiệt tình
Thầy muốn gửi đến một cái niềm vui đến cho toàn thể mọi người đang có mặt. Nhưng mà chúng tôi xin phép Thầy cho con gác lại để cho một vài nghi thức và mở đầu nó được trọn vẹn. Kế tiếp chúng tôi xin mạng phép được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện tham dự chứng minh của chư được vị Tôn Đức Tăng Ni gồm có: trước nhất, chúng con xin cung kính giới thiệu đến quý vị Hòa Thượng Thích Bổn Điền, trụ trì chùa Huyền Quang Bay Sao. Xin vị cho một tràng phóng tay cung nghênh Hòa Thượng. Và kế đến chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Đạo Hiển, trụ trì chùa Nguyên Thiều ở Calibra 2. Và thưa, có một vị Thượng Tọa đã nhận lời mời sẽ đến nhưng mà vẫn chưa thấy có mặt. Có thể là Thầy Đạo Thông vì không chuyện gì đó đến trễ hoặc là không thể đến được đêm nay. Xin được mạng phép giới thiệu vắng mặt. Và kế tiếp, một vị tăng sĩ mà chắc chắn rằng mọi người mong mỏi chờ đợi, Ngài sẽ có đôi lời trong đêm nay với chúng ta, cũng như có những phần đóng góp mà theo sự vòi vĩnh của một số Phật tử rằng Thầy tụng kinh rất là nổi và Thầy hát cũng rất là hay. Đêm nay có thể Thầy chuyển tải những cái tinh thần của giáo pháp vào một vài nhạc phẩm nào đó mà Thầy quyết định chọn lựa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Thượng Tọa Thích Phổ Hương, trụ trì chùa Long Quang. Và kính bạch chư Đại Vị Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, thể theo lời chỉ dạy của chư Đại Vị Tôn Đức, rất nhiều chư Đại Vị Tôn Đức Tăng Ni của các chùa, các tự viện thuộc thành phố Sydney hiện diện rất đông đảo đã tham dự và với chương trình đêm nay. Nhưng mấy thầy bảo rằng nếu lần lượt giới thiệu từng vị rồi mọi vị, tất cả các vị phải đứng lên, Phật tử lại vỗ tay chào đón, như vậy thì sợ rằng kéo dài phần nghi thức khai mạc. Nhận lời chỉ giáo của quý thầy giải hiếu, xin quý vị chuẩn bị cho một tràng pháo tay chào đón sự hiện diện tham dự của toàn thể rất đông đảo chư liệt vị Tôn Đức Tăng Ni thuộc các chùa và các tự viện tại Sydney đã đến tham dự trong chương trình đêm nay. Kính bạch chư liệt vị Tôn Đức, và thưa, vừa mới tin tưởng rằng là thầy đến hoặc là có thể không đến, Thượng Tọa Thích Đạo Thông, trụ trì chùa Hưng Long ở Karamata đang hiện diện. Xin quý một tràng pháo tay để cung kính Thượng Tọa đã đến với chương trình đêm nay với chúng ta. Và để mở đầu chương trình chính thức bước vào trong phần nghi thức khai mạc, chúng con xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Thượng Tọa Thích Phổ Hương, trụ trì chùa Long Quang sẽ có đôi lời mở đầu cho chương trình dạ tiệc gây quỹ đêm nay trong công trình xây dựng chùa Long Quang. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, chư tôn Đức Ni hiện diện có mặt trong buổi tiệc chay gây quỹ hôm nay. Kính thưa toàn thể quý đồng hương, đồng bào Phật tử tại thành phố Sydney, trong thương tưởng của chúng con và chúng tôi đã ủng hộ trong buổi tiệc chay gây quỹ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức cùng thưa quý liệt vị, bài thơ của Ngài Huyền Không có ghi rằng: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông, chùa là văn hóa quê hương, là nơi thể hiện tình thương giống nòi. Thật vậy, qua câu gia trên, bất cứ người Việt chúng ta sống nơi nào trên hành tinh này luôn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc, đó là thiết lập những đạo tràng, những chùa, tỉnh thất, niệm Phật đường vân vân để làm nơi tu học cho hàng Phật tử xuất gia cùng tại gia. Thể theo lời của Đức Phật dạy, là một sứ giả Như Lai, bổn phận của người tu sĩ chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni phải có bổn phận gánh vác sứ mạng của mình để truyền trao giới pháp cho hàng Phật tử xiển dương chánh pháp. Song song theo đó là trách nhiệm của những người Phật tử bổn phận phải cố gắng đóng góp xây dựng là một ngôi tam bảo. Tam bảo ở đây nó gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thế gian trụ trì Phật bảo là gồm có những hình tượng của Đức Phật tôn thờ tại chánh điện mà chúng ta hướng đến hàng ngày để
tu tập. Thế gian trụ trì pháp bảo đó là những kinh sách, những tượng Phật, là những ngôi chùa, những ngôi niệm Phật đường, tịnh xá, đó là trụ trì pháp bảo. Nếu chúng ta không có một ngôi chùa thì không có chỗ nơi mà để cho Phật tử chúng ta tập trung về để tu học. Thế gian trụ trì tăng bảo là những hình bóng của chư tôn đức tăng ni hiện diện hôm nay. Qua sự thể hiện cái tinh thần sứ giả của Như Lai là hàng tăng ni phải có bổn phận duy trì, và Phật tử phải có trách nhiệm giữ gìn cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt. Đạo Phật đã ăn sâu vào lòng dân tộc Việt hơn 20 thế kỷ qua, cho nên vì thế tất cả những người có Phật khắp nơi đều cố gắng giữ đạo tràng để cùng nhau thực hành những lời Phật dạy. Kính bạch chư tôn đức, cùng thưa quý liệt vị, chúng tôi được đủ duyên lành thành lập ngôi chùa Long Quang từ năm 2012 và đã di chuyển thay đổi 3 lần. Vì ở tại xứ Úc này không phải như Việt Nam, quý vị cũng đã hiểu, mới thành lập đạo tràng ra thì bị hàng xóm cầm len, cho nên cao sồ xuống cũng phải dọn đi chỗ khác. Dọn chỗ thứ hai cũng lại bị cầm len tiếp tục, cho nên cuối cùng cũng Tam Bảo gia hộ, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, chúng tôi gặp được một ngôi nhà thứ ba, đó là tọa tại số 88 St. John Row. Tại cái zone chỗ này là được phép xây chùa, cho nên vì vậy chúng tôi cũng đã cố gắng làm toàn bổn phận trách nhiệm của một người con Phật. Chúng con xin thông qua quá trình xây dựng ngôi chùa Long Quang tại số 88 St. John Row Cap Ramata như sau. Chúng con tổ chức lễ đặt đá vào ngày quý Quán Thế Âm ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Dần, tức là ngày 17 tháng 7 năm 2022. Sau đó chúng con làm lễ triệt hạ dựt sập ngôi nhà cũ và dọn dẹp sạch sẽ vào ngày rằm tháng 10 năm Nhâm Dần, tức là ngày 8 tháng 11 năm 2022, và bắt đầu khởi công đào móng nhằm ngày vía Đức Phật Thích Ca xuất gia, tức là mùng 8 tháng 2 năm Quý Mão, nhằm ngày 29 tháng 3 năm 2023. Như vậy 29 tháng 3 bắt đầu khởi công cho đến tới nay là chỉ vừa tròn 1 năm. Đổ bê tông tầng trệt vào đúng vào ngày đại lễ Phật Đản ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão, tức là nhằm ngày 2 tháng 6 năm 2023. Sau đó xây tường và tiếp tục đổ bê tông tầng lầu chánh điện nhằm vào ngày rằm tháng 10 năm Quý Mão, tức là ngày 27 tháng 11 năm 2023. Hiện tại vách tường theo bản vẽ đã xây xong, bây giờ chuẩn bị công trình tiếp tục 3 giai đoạn. Chúng con phải cố gắng thực hành. Giai đoạn thứ nhất, tất cả phần sườn sắt khoảng 60.000 ốc kim, phần sườn dàn gỗ cho nguyên toàn bộ cái mái 400m² là 120.000 ốc kim, phần lợp mái ngói và rui mè 80.000 ốc kim. Tổng cộng diện tích của mái ngói là 500m² và thang máy là bắt buộc phải làm thang máy cho những người cụ già để được lên chánh điện. Thang máy đã có giá là 50.000 ốc kim, và toàn bộ dàn cửa chính và cửa sổ chống cháy, nó thuộc về cửa commercial cho nên rất là đắt, cho nên 50.000 ốc kim nữa. Dự trù hiện tại chúng con rất là mong chư tôn đức ủng hộ tinh thần, và chúng tôi kính mong Phật tử ủng hộ. Phải dự trù làm xong toàn cái mái chùa là 260.000 đô. Ca dao Việt Nam có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự gia tâm của chư tôn đức cùng sự phát tâm đóng góp tịnh tài của quý đồng hương đồng bào Phật tử để cho Phật sự xây dựng chùa Long Quang tại Sydney sớm được viên thành. Chúng con
Xin chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, và chúng tôi thành thật chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương Phật tử đã thương tình chúng tôi mà về tại buổi tiệc hôm nay tại nhà hàng Ristor để góp một viên gạch để ủng hộ xây dựng cho chùa Long Quang. Nhân tiện đây, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả quý Phật tử trong thời gian qua, từ ngày chúng con thành lập ngôi chùa Long Quang cho đến nay, quý Phật tử hy sinh rất là nhiều, trong đó có những Phật tử từ ban đầu khó khăn nấu đồ chay bán kiếm từng đồng để trả tiền thuê nhà. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn đến ban quay phim, chân thành cảm ơn đến ban thư ký như quý Phật tử Diệu Minh, chân thành cảm ơn ban sổ số Phật tử Diệu Hiền, và chân thành cảm ơn gia đình của Phật tử Văn và Nguân đã phát tâm ủng hộ cúng hết tất cả những cái phần quà sổ số. Và cũng chân thành cảm ơn tất cả Phật tử Diệu Ngọc, Phật tử Diễm đã phát tâm có những cái món đồ đem ra để mà phát hành, với Phật tử nào muốn mà ủng hộ cứu dường tùy hỷ để cùng nhau xây dựng ngôi chùa Long Quang. Và một lần nữa cuối cùng, chúng con và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng hương, đồng bào Phật tử, quý vị đến đây với một cái tấm lòng khi mua vé là có lòng đến với chúng tôi và đến với chùa Long Quang rồi. Bây giờ ngồi xa hoặc là ngồi gần hay ngôi chỗ nào thì chúng ta hãy phát tâm vui vẻ để cho cái phần cúng dường công đức của mình được trọn vẹn hơn. Kính mong quý vị không có buồn phiền về cái chỗ ngồi. Đó. Chúng tôi thật thà xin lỗi, có một số người đó là con ngồi rất là xa, nhưng mà tại vì cái nhà hàng của mình nó rộng như thế này thì đương nhiên phải có ngồi xa và ngồi gần thôi. Một lần nữa chúng tôi cũng mong mỏi rằng quý Phật tử hãy hoan hỷ vui vẻ với nhau để cho buổi tiệc được ngon hơn. Và một lần nữa xin kính chúc toàn thể tất cả quý đồng hương Phật tử cùng gia đình của quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, gia đình của quý vị được an vui hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quan tâm là anh em Sư Gia Hiếu là tuổi già rồi vẫn còn hy sinh bất cứ lúc nào hết, nói là thầy mặc dù con già già bất cứ lúc nào hết thầy làm là con sẵn sàng giúp đỡ. Một lần nữa chân thành cảm ơn Gia Hiếu rất nhiều. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban nhạc Anna. Chúng tôi chân thành cảm ơn ban nhạc Anna và anh Thanh Tùng đã, và một số ca sĩ Phật tử như ca sĩ Thanh Xuyên, ca sĩ Quốc Cường và một số ca sĩ ở địa phương đã phát tâm đến đây để góp vui phần văn nghệ để cho buổi tiệc được thành tựu viên mãn tốt đẹp. Một lần nữa chân thành cảm ơn ban nhạc và dàn ca sĩ hôm nay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Toàn thể Phật tử chúng con hiện diện xin đội ơn thầy đã có những lần mở đầu dẫn dắt cho chúng con hiểu được một số câu chuyện, một số công việc làm để trong công trình xây dựng chùa Long Quang được tiến hành. Và đêm hôm nay là đêm gây quỹ để góp phần công đức của toàn thể Phật tử chúng ta, mong rằng chùa Long Quang sẽ lần lần đủ vốn và công trình xây dựng sẽ sớm được hoàn thành. Kính bạch chư vị tôn đức, thưa quý Phật tử, trong phần nghi thức khai mạc chúng con xin cung kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Bổn Điền hoan hỷ ban đạo từ cho toàn thể Phật tử chúng con trong chương trình gây quỹ xây dựng chùa Long Quang hôm nay. Xin quý Phật tử vui lòng giữ yên lặng trong khi nghe lời đạo từ của Hòa Thượng Thích Bổn Điền gửi đến cho toàn thể chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Chắc lẽ hồi nãy giờ thì Thượng Tọa Phụ Hương, trưởng ban tổ chức đã nói tất cả rồi và quý vị biết rồi. Và quý vị cố gắng là hôm nay chúng ta, quý vị và chúng tôi cũng đến đây, thầy đến đây để gọi là ủng hộ tinh thần, còn quý Phật tử là đến đây để mà góp phần công đức để xây dựng ngôi chùa. Và thật sự thì ngôi chùa đây thầy xây rất là khó khăn trong cái giai đoạn mà củi quế cái gạo châu, do đó là tất cả chúng ta cố gắng thực sự ra cái chùa Long Quang này mà thầy xây như vậy là rất là mau.
Bởi vì mới thờ mới đóng mới đây mà giờ đã thầy đã lập ngói là và đã xây dựng được rất là nhiều, đó là nhờ sự gia trì của Tam Bảo và nhất là quý Phật tử đã đóng góp rất nhiều trong các giai đoạn mà gọi là xây dựng, đó là điều mà em mong muốn. Và hôm nay thì đây là dường như lần đầu tiên phải không, lần đầu tiên để mà tổ chức dây quỹ để làm tiếp tục câu chùa này, thì mong rằng quý Phật tử chúng ta mỗi người mỗi bị góp phần một cây làm chẳng non nên non, ba cây gồm lại thành hồ núi cao, thì quý vị mỗi người mà góp phần để cho xây dựng ngôi chùa cho được mau, và chúng ta hy vọng rằng có một ngày nào đó sẽ được thượng tọa phụ hương sẽ mời chúng ta đến để dự lễ khánh thành, và đó là một cái niềm hân hạnh và hãnh diện cho Phật giáo Việt Nam tại xứ Úc đây, bởi vì là tất cả chúng ta đều là cái dân tị nạn ở xứ đây, nên thành là đến đây với hai bàn tay trắng, và giờ này quên là sự nỗ lực cố gắng của quý thầy và quý Phật tử và tất cả quý đồng hương đã xây dựng lên được ngôi chùa như vậy, đó là rất điều là rất là khó khăn mà chúng ta làm được là do sự ủng hộ của tất cả chúng ta. Để thầy cũng không muốn rằng hết mất thì giờ, một lần nữa xin gửi lời chào mừng đến toàn thể chư tôn đức tăng ni đã hoan hỷ đến đây để ủng hộ tinh thần thượng tọa phố hương và chùa Long Quang, và xin chào mừng toàn thể quý Phật tử và đồng hương đến đây để góp phần công đức trong việc xây dựng ngôi chùa Long Quang được một ngày thành tựu. Thành tâm kính chúc Tam Bảo gia hộ toàn thể tất cả chúng ta luôn được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể các Phật tử, chúng con thay mặt cho toàn thể Phật tử hiện diện xin được cung kính đội ơn đến Hòa Thượng Thích Bổn Điền đã có đôi lời đạo từ gửi đến cho toàn thể Phật tử chúng con nhân chương trình gây quỹ đêm nay. Và thưa quý vị, thượng tọa phổ hương mời quý vị hướng tất cả những ánh mắt quý vị về phía sân khấu. Quý vị về sẽ thấy là đó là một bức vẽ cho chùa Long Quang trong tương lai, nếu đã được hoàn thành càng sớm thì chúng ta có thể chụp hình lưu niệm. Bây giờ trong khi chờ đợi một vị ngắm đã, rồi sẽ thấy đó là chùa Long Quang sẽ được hoàn thành. Dự trù chừng nào thì là khánh thành đây. Thầy đã cho công bố là chùa Long Quang đã đặt viên đá xây dựng, chùa Long Quang đã làm lễ để đặt móng, rồi làm lễ để xây dựng vân vân và vân vân, hôm nay làm lễ gây quỹ. Nhưng mà khỏi chừng nào thì khánh thành, thầy bảo là có đó là không phải thầy quyết định mà toàn thể chúng ta quyết định. Có nghĩa là toàn thể Phật tử chúng ta nếu là đóng góp càng nhiều, càng thành công hơn trong việc góp phần công đức thì chùa Long Quang sớm được khánh thành thôi. Chúng tôi tin rằng như vậy. Và nghi thức khai mạc đã kéo dài trong thời gian tương đối là hữu lý. Do đó chúng tôi mời quý vị chuẩn bị cho một tràng pháo tay để chào đón một tiếng hát mà thầy Phổ Hương lúc nãy có nói rằng anh MC Gia Hiếu hôm nay thì già già rồi. Nhưng mà thưa quý vị, một tiếng hát mà chúng tôi đã từng giới thiệu trên sân khấu Sydney, và chúng tôi lúc đó râu chưa bạc, tóc chưa trắng. Bây giờ tiếng hát ấy vẫn còn là một trong những tiếng hát được yêu chuộng nhất của Sydney. Thưa quý vị, xin một tràng pháo tay chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Xuyên. Thanh Xuyên ơi, hôm nay râu anh bạc mà thắp tóc em vẫn còn rất là đen. Thanh Xuyên xin trân trọng kính chào quý thầy, quý sư cô và tất cả quý Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và để mở đầu cho chương trình khai mạc ngày hôm nay thì Thanh Xuyên xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là hay. Nhạc phẩm được mang tên Trăng Tròn Tháng Tư. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Bây giờ chúng tôi xin thưa cùng quý vị là hôm nay chương trình sẽ có nhiều tiết mục rất là đặc biệt, đó là Diệu Hiền sẽ có tổ chức cái phần xổ số để gây quỹ, và trong tinh thần gây quỹ của xổ số là để chúc may mắn cho quý vị nào được trúng số trong đêm nay, trúng giải xổ số. Mời Diệu Hiền lên đây. Anh không hề biết trước là có chương trình xổ số đến khi thầy nói là mở đầu mới biết. Diệu Hiền cho biết là xổ số gồm mấy giải, giá vé phát hành như thế nào. Vâng, cảm ơn Diệu Hiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép để
giới thiệu về phần xổ số tối nay thì gồm có 9 giải, trong đó có một giải đặc biệt và có những cái món quà rất là giá trị. Vé chúng con xin được bán là mỗi vé 5 đồng, 3 vé 10 đồng, thì rất mong quý Phật tử ủng hộ để chùa Hưng Long có thêm một ít tình tài cho công việc gây quỹ sắp tới của chùa được thập phần viên mãn. Xin chân thành cảm tạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, cảm ơn Diệu Hiền rất nhiều. Và thưa quý vị, như Diệu Hiền đã trình bày, chúng ta sẽ có được một cái chương trình xổ số may mắn, góp vui chẳng những mà bòn thêm một chút công đức đóng góp từ nơi quý vị, bằng cách là sẽ có xổ số, chừng nào có vé từ ngay bây giờ Diệu Hiền và ban xổ số sẽ đi từng bàn mời quý vị mua vé ủng hộ. Vé bao nhiêu? Từ 5 đồng một vé. Và có giảm giá không? Thưa đặc biệt không giảm giá, nhưng mà 3 vé thì lấy 10 đồng thôi. Thưa quý vị, bên cạnh ấy, bên cạnh chương trình xổ số, bên cạnh đó là còn có, quý vị thấy trên bàn, mỗi bàn tiệc của quý vị sẽ thấy có những tờ giấy. Những tờ giấy ấy là trong ghi những cái món quà nào được đấu giá, gồm có các vòng ngọc, các vòng chuỗi và những cái mặt dây chuyền bằng bằng ngọc, bằng chay thế này, và những cái vòng hộ pháp, trong đó có ghi giá tối thiểu, có nghĩa là giá khởi đầu trên cái giá đó mới bán, đúng giá đó thầy xin giữ lại làm vốn. Và thưa quý vị, còn một cái đẹp nữa đó là bên cạnh chuyện đấu giá, quý vị thấy là trên mỗi bàn, thưa quý vị, trên mỗi bàn hiện giờ, quý vị nhìn lại trên bàn đi, bàn nào chưa có xin đưa tay, có một sấp bì thư và một cây bút. Sấp bì thư, cây bút đó có nghĩa là quý vị hoan hỷ để cúng dường cho chương trình gây quỹ đêm nay, bỏ những tịnh tài muốn cúng dường của mình vào phong bì và ghi trên phong bì ấy tên của vị nào đã phát tâm cúng và số tịnh tài là bao nhiêu, cộng lại cái phong bì ấy được bao nhiêu để ban tài chính. Chúng tôi sẽ có người đến bàn, từng bàn xin gom thâu từng phong bì và tịnh tài đó. Và thưa, có một hình thức nữa là rất là dễ thương mà thầy phụ hương rất là thành thật, xin đợi chờ gây quỹ, không biết chừng nào đủ vốn để mà xây chùa, để hoàn thành sớm rồi của công trình. Nhưng nên thầy tha thiết có một lá thư kèm theo đó là giấy bảo đảm mượn tiền. Quý vị nào cúng dường, ví dụ như quý vị cúng dường 1.000, 5.000, 10.000 gì đó rồi, nhưng mà tiền trong nhà còn có thể rót ra được nữa để bòn lại công đức, xin quý vị mạnh dạn cho thầy mượn. Và thầy mượn không phải là mượn khơi khơi, mà thầy mượn bằng cách là thầy có giấy xác nhận, có chữ ký. Mà thưa thầy có đóng dấu không ạ? Dạ vâng, có chữ ký và khuôn dấu của chùa Long Quang đàng hoàng. Và thưa thầy, giấy chứng nhận mượn tiền, thầy chứng nhận với toàn thể quý vị rằng thầy có mượn của Phật tử ABC nào đó. Và thưa thầy, có hứa rằng là sau 3 hoặc 5 năm khi quý vị cần nhận lại số tiền cho mượn thì vui lòng báo cho chúng tôi biết trước thời gian 2 tháng để chúng tôi chuẩn bị phần hoàn trả lại cho quý vị. Thưa thầy, lúc đó có 5 người đòi một lửa thì sao thầy? Vẫn trả được phải không ạ? Vâng, nếu trả không được thì thầy tính sao? Nói vậy chứ đã có sự ủng hộ quý vị, chắc chắn rằng ngoài tiền cúng dường, quý vị cảm thấy trong túi mình rủng rỉnh, trong hầu bao của gia đình có thể cho thầy mượn, xin cứ mạnh dạn cho mượn. Và quý vị muốn đòi lại thì như thưa là cho biết 2 tháng thầy sẽ hoàn lại nếu quý vị cần. Tuy nhiên có một điều là nếu quý vị cúng dường bây giờ xong rồi lại cho mượn mà mai mốt thấy không cần đòi thì chuyện đó thầy không phiền gì cả, thầy rất hoan hỷ. Chúng con xin thỉnh thầy có đôi lời về chuyện mượn tiền, mời thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng thưa toàn thể quý Phật tử, cái giấy này chúng tôi làm, quý vị muốn cho chúng tôi mượn tiền, chúng tôi ký giấy. Và quý vị, tôi vẫn thòng một câu, nếu cuộc đời vốn dĩ là vô thường, chưa biết mình sống chết ra sao, cái câu ở dưới là quý vị có thể cái người thứ hai, nếu mà người này bất chợt vô thường đến thì cái người kế thừa vẫn nắm miếng giấy này đến gặp thầy, trong cho thầy biết trước 2 tháng thầy sẽ hoàn trả tiền lại cho quý vị. Chúng tôi cũng nhờ cái phương thức này mà chúng tôi đã mua được căn nhà số 88 Sành Chon, là Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi mượn.
sau đó chúng tôi vẫn trả lại hoàn toàn đầy đủ cho quý Phật tử. Nói cho quý Phật tử mừng, trong khi chúng tôi bị đuổi, bị cao sồ cầm len và dẹp chùa ở đường số 62 Alix, và trong khi đó chúng tôi còn thiếu nợ căn nhà đó là 378.000. Căn số 88 Sàn Tròn Rô đang bán với đất, khuôn đất là 1.200m², bề ngang 20 và bề dài 60. Và cái zone ở tại số 88 Sàn Tròn được phép xây chùa. Cho nên vì thế chúng tôi phải chạy mượn tiền để mà mua gấp cái căn nhà số 88 đó. Trong khi đó nợ ngân hàng còn, làm sao mà chúng tôi có tiền vốn mà để deposit mua cái căn nhà số 88. Chúng tôi làm cái giấy mượn tiền này, chúng tôi phải chạy Phật tử thương và hộ pháp gia hộ. Trong vòng một tháng tôi phải chạy đủ 240.000 một tháng để bỏ trung băng, thì nhà băng nó mới cho tôi mượn 80% để mua cái căn nhà số 88. Thì sau khi đủ Phật tử thương cho tôi mượn, bỏ vô xong rồi tôi, sau đó tôi bán lại căn nhà Alip, thì tôi sẽ hoàn tiền trả lại cho Phật tử. Giống như tôi đổi từ chỗ này cho đến chỗ khác. Và có một lần tôi nói một câu, Phật tử cho tôi mượn, tôi dám mượn từ 5 đến 10 ngàn, tôi không dám mượn thêm nữa. Vì lý do tại sao? Trong thời gian Covid vừa qua, có một số Phật tử cho tôi mượn số tiền lớn là 50.000 đô. Sau khi Covid làm ăn thất bại, gọi đến sư phụ, sư phụ cố gắng gửi lại cho con số tiền con cho sư phụ mượn. Chúng tôi hỏi con lấy bao nhiêu, có thể phân nửa hay là như thế nào? Phật tử nói, già sư phụ thông cảm, con lấy đủ 50.000. Thì trong vòng 3 tuần tôi phải chạy đủ 50.000 để tôi gửi cho Phật tử đó. Tôi lấy lại miếng giấy đầy đủ, không thiếu một đồng. Đấy, cho nên tôi cũng không tài giỏi gì, bắt thằng mô xô thằng chệt chạy qua người Phật tử này năn nỉ mượn 5.000, mượn Phật tử người 10.000. Rồi có một số chư tôn đức tăng ni cũng thương tình, lúc tôi mua nhà cũng sang sẻ với nhau, cũng cho chúng tôi mượn, sau đó các chùa cần tôi sẽ gửi lại cho các chùa. Đấy, cho nên hình thức cái mượn tiền này nó cũng là một cái hình thức tình nghĩa cho mượn. Quý vị báo cho tôi biết trong vòng 1 tháng đến 2 tháng tôi sẽ gửi lại đủ cho quý vị, cứ yên tâm. A Di Đà Phật. Xin một lần nữa kính chúc quý vị luôn an lành. A Di Đà Phật. Dạ, đối ơn thầy, thầy nán lại một giây không? Thầy Phụ Hương có nói rằng là nếu mượn, cho mượn thì thầy chỉ xin mượn từ 5 đến 10 ngàn. Thầy không dám mượn nhiều hơn vì rủi đòi bất thần, thầy không chuẩn bị trả được. Vâng, nhưng mà có một điều nữa thầy nói là vô thường đến với bất cứ lúc nào. Nhỡ mà quý vị bị vô thường rước sớm, chủ nợ mà đi trước thì cho người thừa kế để thầy sẽ hoàn trả lại. Nhưng mà rủi vô thường rước thầy đi trước thì sao? Đây, ở dưới tôi cũng có ghi câu cuối ở dưới là thế này: giấy chứng nhận mượn tiền này có giá trị về mặt luật pháp. Người nào, tu sĩ nào kế thừa chùa Long Quang sẽ có bổn phận trách nhiệm trả lại cho quý vị. A Di Đà Phật. Đội ơn thầy, con chỉ xin được clear vấn đề cho mọi người an tâm để cho mượn tiền. Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và thưa quý vị, ca sĩ thì chắc chắn là hát rất hay, nhưng có một điều mà mọi người muốn nghe từ nơi MC, đó là cho tới giờ phút này chùa Long Quang đã gây quỹ được bao nhiêu rồi. Và xin thưa mà mời quý vị nghe danh sách những Phật tử ủng hộ xây dựng chùa Long Quang. Thứ nhất, nhóm Phật tử của bác Diệu Thu với tình tài cúng dường là 1.250 Úc Kim. Minh Vinh tỉnh Phước Tây ở bên sau, tức là tỉnh Phước Tây Kim Vinh đó, 500 Úc Kim. Diệu Thiên 100, Phùng Ngọc Bích 500, cô Nguyên Hoa 500, cô nữ Diệu Thanh 100, gia đình Nhật Quang Diệu Thới 1.000, Hương Linh Thái Tấn Vạn 1.000, Quan Tâm 200, một vị ẩn danh 200, anh Sơn khai thuế 150, Bùi Thị Kim Linh 300, Diệu Phương con của bác Kim 1.000, anh Trần và Thi Trần 300, Quỳnh Anh 150, gia đình Nhuận An 100, gia đình Trân Phúc Từ 50, gia đình Giác Hiền, thầy mượn 5.000 và từng nào trả cũng được. Dạ vâng. Và vâng, và thầy bảo là cho thầy mượn nhưng mà không có cần trả, thầy cứ để từ từ, coi như là lâu lâu con trúng 1.000 thì 5 lần vậy là hết 5.000. Dạ vâng.
Bây giờ thầy xác nhận đã cúng luôn rồi, không cần đồng nữa. Vâng, cảm ơn Phật tử Giác Hiền. Quảng Ngộ, Quảng Thu 300 Quốc Kim, Tâm Quyền 500, Đỗ Bác Trí 200 và Đỗ Bác Phúc 200. Cụ Trịnh Ten cúng cặp đèn nơi chánh điện của chùa Long Quang mới sau khi hoàn thành là 8.500 Quốc Kim. Phật tử Quảng Vân với cặp đèn ở bàn tổ là 6.000 Quốc Kim. Ngọc Tâm và Ngọc Phương cúng dường 2.000 Quốc Kim. Diệu Hải 200, Hoa Tâm 100, Vạn Lương 50, Anh Công Tôn 300, gia đình Minh Thành Diệu Hàng 150, Hương Linh Trần Hoài, Trần Hồng Hoài và Phật tử Đồng Niệm 500 Quốc Kim và Nguyên Vân 100. Thưa quý vị, danh sách mới đọc thoáng qua, quý vị có làm toán cộng kịp không ạ? Và tôi được ban thư ký cầm sẵn rồi, được là 32.000 Quốc Kim. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và thưa chí ơi, tờ này còn có gạch xuống và nối tiếp. Diệu Hòa 200, Diệu Ánh 500, gia đình Tri Nguyên làm đồng xe 5.000, gia đình Vạn Hoang 2.000, gia đình Quảng Bảo, Quảng Thủy 2.000 và gia đình Nguyễn Kim Mãi 500. Như vậy là cộng thêm 10.000 nữa, cho tới giờ phút này được là $42,000. Dạ thưa quý vị, chưa hết. Tại vì tại sao là phải là trốn cái thì giờ như vậy? Đọc như vậy không phải là để nêu danh mà khoe của, mà thưa quý vị, đọc như vậy là để cho chúng ta chia sớt niềm vui hùng phước công đức của nhau. Và thưa quý vị, Diệu Phước 100, Diệu Nhà 50, chị Ngọc Dung 50, bác Nhắc 20, Nguyễn Hiền 30, Ngọc Hạnh 50, gia đình chị Thanh, chị Thảo 1.000, Nhật Phúc 200, Diệu Châu 200, Diệu Thiện 200, Thuận Diệu Hòa 100, Thúy ở Queensland 100, Đức Lợi 50, đại lý vé máy bay Traveler ở Việt Nam 1.000, cô Sáu Việt Nam 1.000, bác Lê Thị Trà 100, Giác Hương 200, cô Liên 70, Quảng Thành 100, Vô Danh 100, Thiện Thành và Diệu Tánh 100, cô Thoa, cô Tước 150, Hoàng Trì Thanh Năm 50, Hoàng Thu Tín Thiện 50, sư cô Phước Bình 300, sư cô Phước Chiến 100, Huỳnh Văn Hai 100, Phạm Thị Hợp 50, Quảng Minh Diệu Hiền, Quang Minh và Diệu Hiền 50 và Hạnh Hoan 500. Thưa quý vị, cộng cái tờ chót, cộng luôn hai tờ trước, cho tới được giờ này là 46.220 Quốc Kim. Vui không quý vị? Vui quá đi. Và tôi đọc không hề thấy khát nước. Nếu được quý vị cho chúng tôi thêm 10 tờ giấy này, tôi sẵn sàng đồng đứng đọc cho tới khi hết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, nhắc lại, ở trên bàn có một sấp phong bì. Mỗi bàn quý vị có thể truyền nhau cái phong bì ấy tới tay từng 10 người trong bàn tiệc của mình, để quý vị tùy hỷ điền tên của mình trước phong bì, cho biết tịnh tài cúng dường và số tịnh tài được bỏ vào phong bì. Quý vị có thể giữ phong bì tại bàn, chốc nửa ban tài chánh sẽ đi từng bàn xin nhận sự cúng dường của quý vị. Và xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe sự góp phần công đức. Nếu những danh sách đưa sớm và hiểu, xin được đọc tiếp để hầu cùng quý vị về niềm vui góp phần công đức trong đêm này. Và bây giờ thưa quý vị, đêm hôm nay là một đêm gây quỹ. Nếu không có âm thanh tốt như thế này, gây quỹ rất là trở ngại, và những điều muốn truyền đạt tới quý vị chắc mà khó truyền tải được. Dàn âm thanh rất đẹp, rất tốt, cũng như một ban nhạc chỉ có hai vợ chồng AMT đảm nhận. Vâng, và thưa quý vị, với tinh thần ấy, chúng tôi tin tưởng rằng thêm một phần góp phần nữa vẫn là không nhỏ. Ca sĩ Thanh Tùng sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm trong phần đóng góp của anh với bản nhạc được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Dạ, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, chỉ với mưa mưa nên thì chúng tôi xin công bố luôn cho nóng hổi Thanh Tùng chậm một giây thôi. Thưa quý vị, bài số 30 vừa gửi là một phong bì với số tịnh tài cúng dường của cả bàn là 620 Quốc Kim. Xin cảm ơn quý Phật tử ở bàn 30. Cảm ơn rất nhiều. Mời Thanh Tùng. Mô Phật, về đầu tiên con xin kính chúc sức khỏe tới quý thầy cũng như là quý cô và tất cả các quan khách ngày hôm nay dự thật vui vẻ và nói chung là mạnh tay tí xíu nữa. Dạ, thì con nghe con số tiền lên đến bấy nhiêu là con cũng thấy rất là mừng.
chúc mừng thầy Phổ Hương. Và nhạc phẩm đầu tiên Thanh Tùng xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Tháng sau là ngày Mother Day rồi, thì Tùng xin hát trước một tháng. Nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ con nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, quê hương thân một mình nơi xứ lạ. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng tròn sao nức nở, tuổi thân con thơ to đong biết nhớ ai. Đời nổi trôi đau biến đến ngày mai, mừng mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ. Con mong sao mắt tháng chưa quay về, để được ngồi bên mái tình thương. Đời lắng nghe câu hát mẹ ru con, bên mái tranh lạnh lùng những tấm đường tình thương. Rồi từng đêm mưa rơi theo nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ mình mắng
đang tuôn trào. Ôi cũng như sự kết nối của chào và hãy để các sự và các bạn được xin chúc cho các bạn đến để buổi tối dạng đi để đi đi và chờ đợi phút và các bạn tôi đi cũng như các bạn tôi đi và các bạn đi người phải cùng mang tên sẽ hơn ba. Đưa đến chúng tôi xin ghi nhận bàn số 32
tất cả là mấy cái phong bì của Phạm Minh Đạt 100, Lưu Hán Trung, Mai Thị Giáp 200, nhóm Vô Vi Ke 300. Và thưa quý vị, như vậy là bàn số 32, 3, 5, 600 Úc Kim. Xin cảm ơn bàn số 32 với quý vị đã được xứng danh. Và thưa quý vị, thầy chưa đưa chúng tôi được biết là Quảng Như 100, Trần Nguyên Bi 100, xin tán thán công đức. Và thưa Nguyên Hòa và Như Nhiên 120 Úc Kim. Và bàn số 6, gia đình Tuệ Dung Diệu Tâm, thành kính cúng dường 200 Úc Kim. Xin được một quý vị một tràng pháo tay, chúng ta cùng chia sẻ niềm vui góp phần công đức của số Phật tử vừa qua. Và thưa chưa hết à, cái đẹp ở chỗ là tôi mong mỏi được quý vị đưa lên những danh sách hoặc là đi thẳng tới quầy của ban thư ký. À, dạ vâng, ồ, đẹp quá thưa quý vị. Bàn số 1, 400 Úc Kim. Và thưa quý vị, Tâm ở chùa Thầy Hưng Long, 100 Úc Kim. Và gia đình Trần Mỹ Dung, gia đình cô Trịnh Thúy Lan, 100 Úc Kim ở bàn số 48. Và Trương Mụi pháp danh là Thanh Kiều cúng dường nhưng không để số tiền bên ngoài, thầy kiểm giùm con. Cảm ơn thầy. Và thưa quý vị, trên danh sách chúng tôi xin đọc nhanh vì đọc chậm sợ choáng thì giờ. Đọc nhanh là để khoe, không phải là khoe của những người cúng dường, mà khoe rằng gia hiếu cũng có công đọc tên của quý vị. Và thưa Trương Mụi pháp danh Thanh Kiều 200 Úc Kim. Và Đặng Thị Minh Thu, tức là Thu Liên Phương 100 Úc Kim. Nguyễn Tuyết Dung Diệu, Diệu là Diệu Liền 100 Úc Kim. Và Khoa Hà Giang 100 Úc Kim. Lan Thị Bích Huệ 100 Úc Kim. Và thưa quý vị, bàn số 34 thầy mới nói là 200 rồi. Bây giờ một danh sách rất dài, gia hiếu xin phép đọc nhanh, mong quý vị thông cảm. Eric Thái, Brian Thái 200, Tâm Thị Hạnh 500, gia đình Tài Ngọc 500, Quảng Thành Công, tức là Truck Driving School 500, anh Huỳnh Chí Thành 50, Diệu Duyên 100, Hoàng Trì Thanh Âm 150, Diệu Nguyễn bàn số 23 100, Thi Nguyễn bàn số 23 80, Hồng Lan 100, Minh 100, pháp danh Nhật Minh 75 Úc Kim, Quang Đức 70, Hữu Thơ 100, Thiện Huệ 100, Thiên Nhơn Thiên Trơn 100, Nguyễn Minh Trang 50, Quang Minh Ảnh 75, bàn số 58 130 Úc Kim, gia đình ông bà Hà Trà và các con 800 Úc Kim, bàn 30 620 Úc Kim, Quảng Bình 50, Quảng Vân 50, Diệu Ngọc 50, Ngọc Hoang 50, Phước Huệ Hành Bảo 200 Úc Kim, Hương Vân và Anh Cường 100 Úc Kim. Quý vị ơi, tờ giấy thì có một tờ thôi, mỏng, nhưng mà ghi đầy tờ giấy, tổng số tiền cộng được là, quý vị đoán được bao nhiêu không? Trong tờ này thôi, 5.000 Úc Kim thưa toàn thể quý vị. Như vậy là cho tới giờ phút này chúng ta đã có được là, dạ chưa, tôi cộng trên giấy tờ đàng hoàng chứ để là nói miệng rồi nó trật. Dạ, cho tới giờ phút này chúng tôi ghi nhận được là 51.000 Úc Kim thưa toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của toàn thể quý vị. Và một số Phật tử hỏi rằng là chừng nào chúng tôi mới được nghe thầy phổ hương hát. Thưa quý vị, thầy rất là bận rộn trong nhiều ngày qua, đặc biệt là đám ma thì cũng nhiều, thành là thầy tụng cũng khá nhiều, và chùa chiền thì lễ lạc liên tục. Và bây giờ thầy đang lo cho đêm gây quỷ này suốt cả mấy ngày qua, và từ đầu hôm tới giờ thầy đang ngồi thở nghỉ hơi một chút. Chắc chắn chúng tôi sẽ tỉnh thầy góp phần để được chung vui với niềm vui trong ngày trọng đại hôm nay. Và thưa quý vị, chắc chắn quý vị cứ ngồi chờ, thế nào tôi cũng thỉnh xin thầy phổ hương hát đôi lời, à, đôi bài. Và thưa quý vị, bây giờ xin các anh chị em và nghệ sĩ hoan hỉ, chúng ta tạm ngưng cái phần sinh hoạt văn nghệ một chút để đi vào chương trình đấu giá gây quỹ. Thưa thầy, con rất lấy làm lạ, thầy nói là cái vòng, cái vòng lớn vòng nhỏ, vậy là đây là chỉ là cái vòng lớn thôi phải không? Vâng. Vâng, chiếc vòng này cũng được lấy từ cái phần ốp kết của tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới đó.
và với giá mở đầu là 480 Úc Kim. Quý vị nào đã từng gói chuỗi ngọc và vẫn thích để mà có thêm, xin quý vị quan tâm. Quý vị nào đã có rồi mà vẫn muốn ủng hộ để đem về tặng cho gia đình, cho bạn bè, cho thân hữu, đặc biệt là những vị nào còn mẹ già, xin cứ thỉnh nguyện. Đây là một phước báo rất là đặc biệt trong đêm gây quỹ và cũng là phước báo của công trình của tượng Phật Ngọc Hòa Bình. Thưa quý vị, với giá khởi đầu 480 Úc Kim, vị nào thích cái vòng ngọc này xin vui lòng đưa tay. Chúng ta nhắc lại, xin quý vị quan tâm, xin quý vị đưa tay cho ai thích cái vòng ngọc này với giá khởi đầu là 480 Úc Kim. Có ai đưa tay không ạ? Xin quý vị. Và vâng, vâng, thưa anh. Dạ, đã có hai người đưa tay để nhận vòng ngọc này và 480 Úc Kim. Và quý nào muốn trên 480 thì chúng tôi hô cho nó gọn, là quý vị nào muốn 550 Úc Kim. Vâng, đã có một vị Phật tử đưa tay để nhận giá 550 Úc Kim. Quý vị nào muốn trên 550 chúng tôi xin là chúng ta cái mỗi lần là bỏ thêm vào 50. Vậy là bây giờ là đã có người mua 550, quý vị nào muốn với 600 Úc Kim xin đưa tay. Ồ ồ, cầm giùm đó chị. Không, cái vòng nhỏ. Dạ vâng, 600 Úc Kim, ai đưa tay chưa? 600 Úc Kim. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, giá đã được người hiến cúng 550 Úc Kim. Bây giờ chúng tôi xin búp ấp 50 nữa. Quý vị nào 600 đưa tay. Không có, vậy thì tôi xin giữ đúng quy luật đấu giá. 550 Úc Kim tiếng thứ nhất, 550 Úc Kim tiếng thứ hai, và 550 Úc Kim tiếng thứ ba. Và thưa quý vị, như vậy là mời về chị bạn phía dưới, chị Phật tử đã nhận, xin vui lòng bước lên đây để nhận phẩm vật đấu giá và thầy sẽ đích thân trao đến cho quý vị. Và xin được chúc mừng chị đã có được một chiếc vòng ngọc rất là quý. Vâng, thầy xin gửi đến đích thân chú nguyện đến cho chị là với giá 550 Úc Kim, chị có thể gửi tịnh tài ngay tại chỗ. Còn nếu mà chưa có chuẩn bị thì thầy chị cứ lấy vòng ngọc đi, cho số phone ở lại, hẹn một ngày thầy chị đem tiền tới chùa. Có đưa tiền tại chỗ được phải không chị? Chị có đưa tiền tại chỗ được không ạ? Đóng giá luôn cái này luôn ạ. À, luôn cái này luôn hả? 380. Lấy luôn một cặp. Vẫn giữ cái quy luật công bình. Chị đồng ý mua với giá mở đầu 380. Quý vị nào muốn trên 380, thưa 450, có ai mua không ạ? 450 Úc Kim tiếng thứ nhất. À, chưa, 380 thôi. 380 Úc Kim tiếng thứ nhất, 380 Úc Kim tiếng thứ hai. Có ai không ạ? 380 Úc Kim tiếng thứ ba. Vâng, chúc mừng chị. Vậy là chị có được nguyên bộ cái chuỗi đeo tay và cái chuỗi đeo cổ. Thưa thầy. Vâng. Dạ, cảm ơn chị. Chị, thầy ơi, con xin thầy trao dùm cho bà chị này. Vâng. Dạ, hy vọng chị sẽ rất vui. Chị đeo thì càng đẹp, mà chị tặng cho người thân thì càng quý. Cảm ơn chị rất nhiều. Vòng hộ phách nữ màu vàng mật ong hạt rò, kích thước 12.5 mm, nặng 17 gram, gồm 15 hạt, khởi đầu với giá là 300 Úc Kim. Nó được gọi là hổ phách. Này nó màu vàng nhạt, rất là đẹp, rất là trong suốt. Nhưng không phải là có dính líu gì tới cọp đâu quý vị. Cái tên nó hổ phách là Amber phải không đây? Dạ, hổ phách là Amber. Và đây là một loại chất liệu rất là đặc biệt từ thiên nhiên hoàn toàn. Và thiên nhiên là cấu tạo từ nơi các loại nhựa thông mà cách đây có thể là ngàn năm, có thể là cả triệu năm, và có thể 5-6 triệu năm. Do đó, đó là số tuổi của các loại amber, các loại ngọc bích, các loại hộ phách. Quý vị đeo cái vòng hộ phách này vào sẽ có được nhiều năng lực đặc biệt từ nơi thiên nhiên đã tạo thành được những vòng hộ phách này, từ nhựa thông nhiều năm cổ xưa và đã hình thành một sâu chuỗi ngọc. Và quý vị với giá mở đầu là 380 Úc Kim, phải không thầy? Đây này chỉ có 380 thôi. Quý vị nào chiếu cố xin vui lòng đưa tay. Quý vị ơi. À dạ vâng, dạ vâng. Thầy muốn có đèn sáng, quý vị thấy nó càng long lanh lấp lánh. Và xin quý vị
380 ống kim, có ai yêu thích xin đưa tay. Có ai đã từng đeo hộ phách rồi xin đưa tay. Quý vị chưa từng đeo, tại sao không đeo thử đi? Chứ tôi xin 380. Quý vị còn lưỡng lự, tại sao có lẽ tôi xin luôn 400 đi. 380 chưa có ai đưa tay, biết được 400 có người ủng hộ. Rồi, có chị là cảm ơn chị rất nhiều. Chúng tôi xin thử quy luật tiếng thứ nhất 400 ống kim. Nếu quý vị muốn trên 400 xin đưa tay. 400 ống kim tiếng thứ hai. Có ai không ạ? Và thưa quý vị, 400 ống kim có không? Dòng dùm tôi nhiều khi đứng trên này chói mắt không thấy. 400 ống kim tiếng thứ ba, xin chúc mừng chị. Và xin mời chị vui lòng bước lên đây để nhận cái sao chuỗi từ nơi thầy trao lên. Và chị hoan hỷ bước lên. À, thưa quý vị, tôi hô 380 thì chị không đưa, mà hô 400 thì chị chịu, tại vì tiền nó chẳng hơn. Công đức nó trọn vẹn lắm, là cảm ơn chị rất nhiều. Xin được trân trọng hồi hướng công đức đến chị. Dạ. Chị được thầy đeo vào tay cho chị, chúc phúc chị. Nhưng mà tin tưởng rằng với cái hộp đó thì chị vẫn đem về, để khi nào không đeo thì có hộp để cất. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa thầy, còn một vòng. Và cái vòng hộ phách này là của nam. Hộ phách này tự nhiên của nam. Màu gọi là màu mật lạp, hạt tròn, kích thước 15.5mm và nặng 27g, gồm 12 hạt. Thưa, cái màu này là hộ phách rất là hiếm để có được cái màu này. Màu này nó giống như màu của mật. Và giá mở đầu của nó là hạt rất lớn, tới 15.5mm nữa. Khởi đầu là 780 ốc kim. Khi nào có các anh ở nhà mà muốn rằng làm một món quà tặng đặc biệt cho chàng, thưa không gì quý báu bằng. Đừng nói chàng, nhiều khi là quý vị có thể mặn thỉnh cái sông ngọc này để về tặng cho bố trong ngày sinh nhật của ông, vân vân, trong ngày Father Day. Và quý vị, hoặc là chỉ nói trong dịp gây quỹ con thỉnh được, gửi tặng bố, gửi tặng anh. Hoặc là chúng ta cất lại đi trong một dịp nào trang trọng hơn, chúng ta làm quà tặng cho những người thân yêu. 780 ốc kim, xin mời quý vị đưa tay. Thưa quý vị, cái vòng hộ phách này rất hiếm, bởi lẽ nó có màu mật rất là hiếm có. Chính thầy Phổ Hương là người rất là tìm hiểu nhiều về hộ phách. Thầy cũng bảo rằng hộ phách mà tìm được cái màu như thế này và hộp lớn như này không phải là chuyện dễ kiếm. Quý vị, 780 ống kim, xin quý vị đưa tay. Nếu mà quý vị ngần ngừ với số lẻ như chúng tôi nói, chúng tôi xin 750 thôi, tôi bỏ thêm 30 nữa cho quý vị đem về. Hả? Thầy nói nếu quý vị đi về Việt Nam mà đi tìm tới cửa hàng hộ phách, cái sâu hộ phách này không thể 780 được, mà nó phải trên 1.000. Do đó quý vị, đây là dịp chẳng những mà được thỉnh góp phần công đức, mà được với một cái giá rất là đặc biệt, không phải buôn bán, chỉ kêu gọi ủng hộ. 780 ống kim một lần nữa. Nếu quý vị chưa đưa tay, chúng tôi xin để nó xuống. Ở bàn số 32, có vị nào chưa cố không ạ? Dạ thưa anh Tu, anh muốn coi. Vâng, anh cứ cầm đôi thẳng thoải mái. Dạ, anh Tu với chị Cúc mà chúng tôi gọi trong thân tình, anh chị có một cái pháp danh rất là đặc biệt là Phước Huệ và Hành Bảo. Phước Huệ quý vị nghĩ là pháp danh của anh, không, pháp danh của chị. Anh đã được mang cái pháp danh rất là dễ thương, Hành Bảo. Đẹp quá phải không anh Tu? Dạ, 780. Anh muốn lấy chẳng. Dạ, khô 780 anh không chịu. Dạ thưa chị, có ảnh là xin cũng 1.000, chị muốn trên 1.000 không ạ? 1.000 ốc kim tiếng thứ nhất. Có ai trên 1.000 xin vui lòng đưa tay. 1.000 ốc kim tiếng thứ hai, giờ xin được bao nhiêu ạ? 1.001. Dạ, 1.100 ốc kim tiếng thứ nhất. 1.100 ốc kim tiếng thứ hai. Dạ, 1.200 ốc kim tiếng thứ nhất. 1.200 ốc kim tiếng thứ hai, thêm 100 nữa phải không chị? Và 1.300 ốc kim tiếng thứ nhất. 1.300 ốc kim tiếng thứ hai. 1. Anh Tôn, chị Phúc.
không suy nghĩ nữa phải không? 1.300 rồi phải không ạ? Dạ 1.300. Lặp lại 1.300 tiếng thứ nhất, 1.300 ốc chim tiếng thứ hai, và 1.300 ốc chim tiếng thứ. Có phần vân không chị? Dạ vâng. Xin tuyên bố sâu chuỗi đã được vị Phật tử ở dưới thỉnh với giá ủng hộ cúng dường là 1.300 ốc chim. Xin chúc mừng chị, vòng tràng pháo tay để chúc mừng đến chị Phật tử rất là trân trọng. Xin cung thỉnh thầy và xin chuyển cái sâu chuỗi quý báu này đến cho chị bạn. Dạ thưa, bà đã thỉnh được sâu chuỗi nhưng mà bà mời ông Linh nhận. Đây là món quà đặc biệt của chị nhà gửi đến cho anh. Xin chúc mừng anh. Đáng lý là chị cùng lên để cùng có bộ ảnh chung với thầy. Dạ vâng, mời anh chị. Dạ khoan chờ chị lên chút chắc nguyện. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Và vòng hộ pháp cuối cùng trong đêm hôm nay, thầy biểu đã để trên đèn cho quý vị ngắm, đặc biệt là hộ pháp đỏ. Lúc nãy là hộ pháp màu mật ong, bây giờ đây là hộ pháp đỏ, cũng là một trong những loại hộ pháp rất là hiếm quý và hạt rất là lớn. Hạt hộ pháp đỏ này, thưa vòng hộ pháp đỏ, hạt tròn kích thước 18 miu, hồi nãy có 15.5, bây giờ 18 mm, nặng 34 gram, gồm 12 hạt, giá mở đầu là 980 ốc chim, quý vị chưa tới 1.000. Mời quý vị, các anh chị, các cô bác, quý vị nào cảm thấy đêm hôm nay là một dịp chúng ta góp phần công đức cúng dường mà chúng ta nhận lại được một món quà rất là quý báu, hộ pháp Amber 980 ốc chim. Xin mời quý vị chiêu cố, xin quý vị đưa tay. Chúng tôi mong rằng quý vị đang, dạ, thưa anh Cúc chị Tôn, à xin lỗi, anh Tôn chị Cúc. Và Phước Huệ và Hạnh Bảo, cái suy nghĩ đi ngắm nghía của thầy, cái show này hình như đẹp hơn của thầy đó. Quý vị, còn ai đưa tay, 980 ốc chim, tức là dưới 1.000. Quý vị có quyền đưa tay và nói trên giá tối thiểu. Giá tối thiểu là 980. Và anh chị Hạnh Bảo và Phước Huệ xin cúng dường 1.200 ốc kim với sâu chuỗi Amber này. Và thưa quý vị, 1.200 ốc kim tiếng thứ nhất, 1.200 ốc kim tiếng thứ hai. Có ai đưa tay không ạ? 1.200 ốc kim tiếng thứ ba. Và thưa quý vị, xin được chúc mừng đến anh chị Phước Huệ và Hạnh Bảo. Mời anh chị cùng lên nhận phước cho chúc phúc từ thầy. Dạ rất hay. Thầy có một cặp, thầy chia phước với anh chị. Anh chị có một cái và thầy có một vòng. Vâng thưa thầy, thầy trao đến cho anh chị. Thầy trao cho chị đeo cho anh. Chị trồng cái vòng này là chắc chắn 100% là anh chị trọn đời sẽ được có nhiều phước duyên đối với Tâm Bảo. Anh chị đã từng đóng góp, anh chị Phước Huệ Hạnh Bảo từ xa lắm quý vị, từ Wollongong lái xe về đây để dự tiệc gây quỹ và sẽ trở về Wollongong trong đêm. Dạ xin được chúc mừng anh chị và cầu mong được tất cả những phước báo trọn lành đến với anh chị. Vâng, cho tới giờ này thầy mới tiết lộ chương trình văn nghệ kế tiếp sẽ là một tiết mục vô cùng đặc biệt với một tiết mục 6 câu vọng cổ qua tiếng hát của nữ Phật tử Diệu Tánh và tiếng lục huyền cầm của anh Thiện Thành phải không ạ? Thiện Thành có đem lục huyền cầm theo không? Mời chị Diệu Tánh. Anh chị Diệu Tánh Thiện Thành là một cặp Phật tử rất là gần gũi với những chùa chiền trong những sinh hoạt văn nghệ ở đây. Chị có tiếng hát vọng cổ rất ngọt, anh có tiếng đàn lục huyền cầm cũng rất là mượt, và đặc biệt nhất là cả hai hát tân nhạc thì cũng khỏi chê vào đâu được. Mời quý vị một tràng pháo tay chào đón chị Diệu Tánh, một Phật tử thuần túy. Cảm ơn anh Vũ Hiếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên thì Diệu Tánh xin kính chào tất cả quý vị, kính chúc cho Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp Thể được khinh an, Phật sự duyên thành, cùng tất cả các Phật tử đồng hương
thanh tâm thường là A Di Đà Phật. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một bài vọng cổ được mang tên Suối Nguồn Từ Bi, một sáng tác của cư sĩ Thanh Phong. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Niệm ác niệm đoạn liên
lành nhỏ phải thực hành, luôn giữ vẹn tâm lành, dình giữ lòng sạch trong ngát hương, tâm tình thanh dứt nghĩ trăng dương, để đáp đền công ơn thế tôn, nguyện lo tu giải thoát khỏi quần sanh trần gian trong khổ sầu đau. Người ơi hãy ráng lo tu chánh pháp soi bước ta đi, ngày đêm chỉ tâm niệm Phật, tình thương bố thí lành duyên, từ bi dập tắt lòng sân, người thân kẻ quán điều thương quyết không đổi dời, giảng hạnh lành là tư lương để về tinh độ, niệm Phật nhất tâm thẳng bước đến niên đài, dùng tánh từ bi để thắng lòng sân hận, bố thí làm lành chuyển hóa tham lam. Niên đài ta muốn được quên, chỉ tâm niệm Phật lắm nền từ bi. A Di Đà Phật. Xin được chân thành cảm ơn tiết mục vòng cổ đặc biệt của chị Diệu Thánh vừa qua. Và thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được một tờ giấy từ ban thủ quỹ bên dưới đưa lên. Chúng tôi xin được xướng danh một số quý vị được cúng dường ủng hộ cho đêm hôm nay. Xin bỏ dùng eco xuống dùng cho anh Thiện Thành. Dạ, danh sách gồm có Thiện An 500 bút kim, bàn số 42 150, Ngân Bảo 200, Đồng Ngô 50, Cung Nhật Cung Thiện Khiêm 100, Quang Trần Thành Công 100, Tâm Y Huyền Nhung 50, Nguyễn Quang Lâm và Nguyễn Thị Huệ bàn số 41, hai cái 50, và cô Mùi 50, bàn số 15, gia đình của Tâm Ngân 500, Quảng Như 100, Trơn Nguyên Bi 100, bàn số 32 lúc nãy đã công bố bằng phong bì, bây giờ đã ghi vào danh sách của nhóm Vô Vi Ke 300, Trương Mụi Pháp Danh Thanh Kiều 200, Lưu Hán Trung và Mai Thị Giáp 200, Phạm Minh Đạt 100, Hương Linh Lai Huấn 100, bàn số 17 500, bàn 34 40, bàn số 1 400, bàn số 48 gồm gia đình Trần Mỹ Dung và gia đình Trịnh Thúy Lan 100, bàn số 48 tâm của chùa Hưng Lâm 100, Đặng Thị Minh Thu tức là Liên Hương 100, Nguyễn Tuyết Nhung tức là Diệu Hiền Liên 100, Khoa Hà Trang 100, Lan Thị Bích Huệ 100, gia đình Tuệ Dung Diệu Tâm bàn số 6 200, Nguyên Hòa Như Nhiên 120 ủng kim. Thưa quý vị, xin quý vị thông cảm cho là một số phong bì đưa lên đây chúng tôi đọc, rồi một số thì là sau khi phong bì đưa xuống dưới ghi vào trong danh sách, phần phong bì đọc chưa cộng vào danh sách mới cộng. Tờ giấy mà chúng tôi vừa đọc xong là tờ giấy số 3 được cộng lại là 4.760 quốc kim. Như vậy cho tới giờ này là 55.760 quốc kim. Xin viên một tràng pháo tay để tán thán công đức của nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin ban thủ quỹ nhận dùm cho những cái phong bì. Như vậy là những phong bì này sẽ được ghi vào danh sách và sẽ được đọc. Và bàn 68 một vị ẩn danh 100, bàn 68 Sương Vũ 100, bàn số 66 Ngọc Điệp 100, Xuyên 100 và Diệp Phan 100, và bàn số 29 gồm Quang Xá 50, Bích Vân 50, Bích Sơn Khang 50, Duyên 50, Diệu Hương 100 và Chi 50, và bàn số 68 một vị ẩn danh không ghi tên 100 ủng kim. Và thưa quý vị, những phong bì này sẽ được ghi vào trong danh sách để tổng kết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ một tiết mục vô cùng đặc biệt duy nhất trong đêm nay là một vũ khúc của AMT, vũ khúc được mang tên Niềm An Vui. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón vũ khúc Niềm An Vui của AMT.
Đó là vợ chồng của Thanh Tùng với Anna. Thanh Tùng, Anna chẳng những với cái ô gân rồi mà còn vừa là hát, vừa là vũ. Thật là một cặp vợ chồng có nhiều tài nghệ, rất là đáng trân trọng. Và thưa toàn thể quý vị, bây giờ mời quý vị nào đã mua vé số, xin quý vị lấy tất cả những vé số của mình đã ủng hộ trong chương trình xổ số đêm nay, chuẩn bị cho phần xổ số. Và Diệu Hiền, mời Diệu Hiền lên chủ trì cho chương trình xổ số. Và mời quý vị nào trong ban xổ số cùng lên để trao quà cũng như là công bố những giải trúng. Alo, Diệu Hiền còn ai nữa không? Quang Minh đâu? Quang Minh ơi, Quang Minh à, ở đâu có Diệu Hiền thì ở đó có Quang Minh. Rồi, hai vợ chồng bước lên đây đi. Bước lên, bước lên. Áo dài Diệu Hiền rất là đẹp. Quang Minh hôm nay cũng rất là ngoài với cái đầu được hớt rất là ngắn, ý nghĩa là vừa xuống tóc rồi vừa mới mọc ra lại, phải không? Chắc là xuống tóc giao duyên trong việc đi Ấn Độ, phải không ạ? Hay là tại vợ cạo đầu cho? Bây giờ mời Quang Minh Diệu Hiền. Em gửi quà, vậy là anh công bố giải trúng phải không? Vâng, thôi em bốc cái đi mở đầu. Chứ Quang Minh vừa cầm vừa bốc. Em bán được tất cả bao nhiêu vé? Tất cả vé số hôm nay bán được với số tiền thu được là 2.460 ok. Nhưng mà vốn của món quà có thể gần mất 2.000 được phải không? Vốn của chín món quà này cũng khá là cũng có giá. Thôi thì xin miễn, chúc may mắn cho bất cứ ai. Em cho anh cái giải đầu tiên là lô chót cùng hay là lô đo độc đắc? Chắc là độc đắc số chót nha. Vâng, bây giờ là lô số 9. Lô số 9 với giải trúng là vé màu đen mang số F21, tức là F21. Quý vị nào có vé màu đen? Giờ vé màu đen phải vé rất nhiều màu. Mang số F21, tức là F21, trúng lô thứ 9. Xin mời quý vị nào có vé lên nhận giải. Nếu mà chúng tôi hô một vài lần nữa mà không ai nhận giải, dạ tôi có, tôi tính để xung công. Vâng, xin mời chị. Rất may mắn một cô Phật tử đã trúng được món quà, đó là giải số 9 là cái gì trong đó Diệu Hiền? Dạ biết cái giải trúng nhưng mà không biết là cái gì, phải không ạ? Dạ thôi, để thôi khỏi đi. Nếu em có danh sách thì em lên công bố luôn cho vui luôn.
Rồi, chị làm ơn đứng lên đây chờ một chút, Diệu Hiền sẽ trao giải đến cho chị. Và xin chị cho tôi xin vé trúng của chị để xác nhận là đúng lô sổ. Dạ thưa quý vị, vé Black F21, vé số màu đen 21F. Vâng, dạ thưa, giải trúng là một cái máy, mà cái máy làm gì thì chưa mở ra, thằng chưa biết. Tôi chỉ chịu khó về mở ra. Dạ vâng, Diệu Hiền. Trong vô ảnh lưu niệm, dắt Nguyễn đang chờ. Thôi để Nguyễn cho em cũng sao. Cái nào biết thì nói, chưa biết thì khoan. Anh Quang Minh, sổ lô thứ 8. Bốc luôn đi, mình sổ số mà. À, cái đó là rất là công bình, cảm ơn rất nhiều. Anna đã bốc dùm cho anh một vé, đừng có giòn. Rồi, thưa quý vị, giải trúng lô thứ 8 gồm có vé màu xanh blue mang chữ A. Ai có vé màu xanh blue? Số vé là chữ A. Và vé mang số 27, tức là A27. Ticket blue, ticket number A27. Nếu quý vị khỏi confused, khỏi lộn, nghe nói là A tưởng không biết là chữ R là chữ gì, chữ A tiếng Việt. Dạ. Lặp lại, vé blue ticket A27, vé màu xanh blue mang chữ A27. Ai có vé màu xanh? Dạ xin mời, xin chúc mừng. Chị lên đây để nhận lô trúng số 27. Có ai trúng không ạ? Có, xin mời, mời lên nhanh. Dạ vâng. Là cái gì trong đó Diệu Hiền? Cũng một cái máy, mà để làm gì thì về nhà thì biết. Rồi, chị mời chị lên đây. Cho anh đọc vé, cho anh coi vé. Diệu Hiền xác nhận đúng rồi phải không? Rồi, cảm ơn Anna. Thưa quý vị, vé màu cam, giải trúng thứ 7, vé màu cam mang số F43. Orange ticket, ticket number F43. Vé màu cam mang chữ F số 43. Vâng, xin được chúc mừng chị. Dạ, chị trúng lô thứ mấy đây Diệu Hiền? Thứ 7 phải không ạ? Vâng, lô số 7. Rồi, thưa chị, đây cho chị là, xin lỗi chị, chị vé màu đỏ, còn cái này là nó màu cam. Dạ, xin xác nhận lại, là tại màu cam với màu đỏ nó hơi giống nhau đó. Chị không đọc cái chữ nó ghi rõ là red, chứ không phải là orange. Dạ. Thế nào chị cũng được trúng, không trúng lần này thì lần số tới. Vâng, xin chúc mừng chị, đúng là số orange F43. À, cái đó là cái ice maker hả? Ice coffee. Vâng, xin chúc mừng chị và cảm ơn Anna. Thưa quý vị, vé trúng lô thứ 6 là vé màu đen. Ai có màu đen xin lôi ra. Vé màu đen mang chữ D23, black ticket, vé mang số D23, vé màu đen mang số Y23. À, tôi đọc đi rồi mà bây giờ tôi đọc tiếng Việt nữa. Ở nhiều người không đọc. Không có chữ E. Dạ. Không có chữ E. Dạ, không chữ D, D mà chữ D chứ phải chữ D, chữ D. Dạ, tức là D23 black ticket. Có ai có không ạ? Xin mời chị. Dạ, bận áo cam mà trúng số màu đen nhé. Chúc mừng. Giải thứ 6. Dạ đúng vé, đúng người trúng. Dạ cảm ơn chị. Rồi, cho mời, mời Thanh Tùng cứu bốc. À, không sao, chứ quậy lên lụng. Rồi, cảm ơn anh Thanh Tùng. Bây giờ chúng tôi xin xác nhận vé màu đỏ mang chữ C09, red ticket C09. Quang Minh đúng không ạ? Rồi, thôi mời chị lên lãnh giải đi. Quang Minh đại diện lãnh giải dùm hả? Vâng. Vậy thì Diệu Hiền trao cho Quang Minh đi. Dạ. Yeah. Và xác nhận số trúng phải không?
Dạ đúng, replica C09, đúng rồi. Thôi thôi, tụi mình bốc luôn đi cho nó nhanh, chứ sợ đem xuống dưới nó xa. Không có ai có ý làm mà nó không đúng gì ở đây đâu. Hai cái. Vâng, thưa vị, bây giờ là vé màu cam mang chữ S17, tức là Orange Ticket S1717. Vé màu cam, ai có vé màu cam? Alo, vé màu cam có không ạ? À? Lặp lại, vé màu cam chữ F số 17, tức là F17. Có, vâng, xin mời chị lên nhận giải. Đây là tới giải thứ mấy rồi Lê Diệu Hiền? Là giải, còn giải thứ tư. Em kiểm lại dùm cho vé đúng. Trời ơi, Quốc Cường sổ số có mua không mà sổ? Quốc Cường xin được sổ ra được một cái vé số rất là đẹp, là vé màu đen. Ai có màu đen lôi ra dò đi, vé màu đen. Vé màu đen mang chữ VD đó, số 72, Black Ticket D72. Chúng tôi lặp lại, Black Ticket D72. Có ai trúng không ạ? À? Alo. Đợi, không có đợi nhiều khi. Quý vị biết không, mua nhiều vé quá đó, phải đi tìm nữa. Quý vị lựa cái tìm nào quý vị đã mua thì xin chọn lại cái vé mà muốn dò nhất là màu đen. Ngay bây giờ, lô này là vé màu đen, mang chữ D, VD đó, số 72. Con, dò đi. Hả? Có phải không ạ? À? Xin mời. Rồi, xin mời anh Thiệu lên đây đi. Trời ơi, Ngọc Hoa có lên chung không? Thiệu với Ngọc Hoa mà dò số lâu quá. Đây là ông Thiệu mà không phải là Nguyễn Văn Thiệu nha. The Black D72, rất là trúng. Đây là ông xã của nữ ca sĩ Ngọc Hoa. Mời quay xuống dưới cho Bình. Bữa nay được cái món gì mà lớn, cái hộp lớn quá đó nha. Rồi, cảm ơn Thiệu. Anh Thiệu cũng là một trong những nhân vật thuộc lịch sử của cộng đồng tị nạn đó. Bởi lẽ ảnh là một trong những người đã lái chiếc hàng hải tương thuyền. Phải không Thiệu? Cùng với anh Hậu. Rồi, Quốc Cường là bốc thêm được một vé nữa. Giải lô thứ mấy rồi Diệu Hiền? Giải thứ nhì. Rồi giải thứ nhất, rồi giải độc đắc, tức là còn ba giải nữa. Thế bây giờ giải siêu nhì là Blue Ticket. Quý vị có vé màu xanh. Blue Ticket. Vé màu xanh mang chữ B32. Blue Ticket B32. Chúng tôi lặp lại, Blue Ticket mang chữ B32. Dạ, xin mời anh. Giải này còn hai giải nữa mới độc đắc, thành ra anh cũng là một trong những người may mắn. Chúc mừng anh. Dạ, xin phép anh cho tôi dò lại nha. Dạ, B32 Blue Ticket đúng. Xin mời Diệu Hiền. Rồi, thưa quý vị, bây giờ là giải thứ nhất, chưa phải là giải độc đắc, giải số 1. Chúng tôi sổ từ dưới lên. Như vậy là không phải 9 giải mà 10 giải, phải không ạ? Dạ, từ 1 tới 9, rồi lại có lô độc đắc là 10 giải. Thưa quý vị, vé màu xanh lá cây. Ai có màu xanh lá cây? Green Ticket C91. Thưa quý vị, Green Ticket C91. Có không ạ? Alo, dạ xin mời chị, chúc mừng chị. Dạ mời chị lên nhận giải. Trước khi nhận giải, nhờ Diệu Hiền, nhờ Diệu Hiền check lùm giữa cái vé, sợ có sự nhầm lẫn. Đúng phải không? Dạ, mời, dạ, thả đông.
thầy anh nào tặng cũng được. Dạ vâng, con nghe lời thầy, nhưng mà chút lô độc đắc thầy sao? Vâng, xin được chúc mừng chị. Dạ, xin chị tấm hình chung. Rồi, cảm ơn giác nguyện. Cảm ơn chị. Và thưa, bây giờ là lô độc đắc của chương trình xổ số đêm nay. Dạ, xin thầy giúp cho có thử người nào may mắn thay số rồi thầy trao giải. Và giải độc đắc. Giải độc đắc là cái gì mà cái thùng lớn quá vậy Diệu Hiền? Là một cái máy xay sinh tố. Thưa quý vị, thầy đã bốc được vé mang số màu xanh lá cây Green Ticket. Có ai có màu xanh lá cây không ạ? Với chữ là chữ C. Green Ticket C 61, tức là 61. Rồi, xin mời chị. Dạ, chúc mừng chị đã trúng được lô đồ đó. Và thầy là sẽ là người sổ và là người trao giải cho chị. Dạ. Dạ đúng, C61, đúng số. Thưa, cái này là rất là lạ, thầy bốc một Phật tử của thầy trúng. Đây không phải là có đang đỡ gà nhà, mà sự thật là cái phước báo của chị. Chúc mừng chị. Vâng, chương trình tiếp theo sẽ là một nhạc phẩm rất là đặc biệt đến với một tay đàn vòng cổ chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay anh sẽ hát cho chúng ta nghe một bài tân nhạc. Mời quý vị một tràng pháo tay đến nam ca sĩ và cũng là Phật tử thuần thành của các chùa ở đây. Nam ca sĩ Thiện Thành, xin mời quý vị một tràng pháo tay chào đón tiếng hát của Thiện Thành. Anh vừa mới đàn vòng cổ, bây giờ anh xin hát tân nhạc. Cảm ơn anh Gia Hiếu. A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên thì Thiên Thành xin kính chúc cho quý thầy, nhất là thầy Phổ Hương, có một đêm gây quỹ thật là thành công viên mãn. Cũng chúc cho toàn thể quý Phật tử có một đêm thật an lành và hạnh phúc. Nguồn pháp từ mênh mông,
con về bờ giang, Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát trăm mưa. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lúa là, xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo con trắng cha lành, xin làm cơn mưa phám từ mặt đời khô cằn. Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấy chiếc đời hơi tư đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con thoát trầm luân, nương tựa mà ngồi thoát khỏi đời bế dầu. Phần từ bi chỉ lối đưa con thoát trầm luân, nương tựa bà ngôi bao thoát khỏi đời bế dầu. Phần từ bi chỉ lối đưa con thoát trầm luân, nương tựa bà ngôi bao thoát khỏi đời bế dầu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn Thiện Thành. Anh Gia Hiếu ra rồi ạ. Thử anh chưa ra. Chúng tôi xin đọc tiếp danh sách của Phật tử gửi cúng dường cho buổi gây quỹ để xây dựng chùa Long Quang hôm nay như sau. Gia đình Hằng Thanh, bàn 61-100, Sinh Alam 140, Vô Danh 300, Linh bàn 64-50, tiền sổ số 2460, sen đá bán được 110 đồng cũng gửi cúng dường. Phật tử Quảng Duyên 50, Jennifer và Chen, chùa Hiền Quang 100, bàn 68 ẩn danh 100, Tô Thị Hòa bàn 22 140, Quang Xá 50, Bích Vân 50, Bích Sơn Cộng Khang 50, Duyên 50, Diệu Hương 100, chị 50, bàn 66 của Ngập Điệp 100, Sinh 100, Điệp Phan 100, Sương Vũ 100, tổng cộng là 4.300 ốc kim. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thưa, cái danh sách của thầy vừa đọc được 4.000+ đó, mà tôi không có cái tờ giấy trước trong tay, nhưng tôi nhớ lúc nãy là được là 51.000, rồi cộng thêm là 4.000+ nữa, tôi đã nói là 55.760. Bây giờ thầy nói 4.000+ nữa. Dạ thưa quý vị, như vậy cho tới giờ này tròn trèm đêm gom quỹ hôm nay, chúng ta có được con số tài chánh rất là đáng mừng. Tuy nhiên chưa tôi phải là chốt của đêm, được là tròn trèm, tức là gần gũi với con số 60.000 ốc kim. Xin quý vị cho một tràng pháo tay rồi chúng ta chúc mừng nhau. Đẹp quá quý vị. Tất cả những người ngồi có mặt đêm nay, ai cũng cầu mong rằng đêm gom quỹ hôm nay làm sao được khá khá. Để làm gì? Để chùa Long Quang sớm được hoàn thành. Thưa quý vị, số 60.000 ốc kim với kinh phí xây dựng chùa, thưa thầy, thầy dự trù chắc khoảng 2 triệu hôm nay. Dạ, với số 3 triệu mà với số 60.000 thì coi như là con số phải chờ đợi, rất mong được quý vị tiếp tục ủng hộ. Trong những điều kiện nào đó mà quý vị có thể, xin quý vị đừng quên, thầy xin mượn tiền nữa chứ không phải là chỉ mong được cúng dường tịnh tâm. Do đó quý vị nào có dư, thay vì để nhà băng, quý vị có thể cho thầy mượn. Thầy không dám mượn cá nhân nhiều, chỉ lặp lại mỗi người từ 5-10.000, để khi hoàn lại được báo trước 2 tháng thầy đủ sức mà xoay sở để hoàn lại cho quý vị đúng hẹn. Do đó chúng tôi mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ cho chùa Long Quang trong công trình xây dựng, để một ngày nào đó chúng ta về dự lễ khánh thành, ngôi chánh điện sẽ thật là trang nghiêm và tất cả Phật tử chúng ta sẽ được nghe những giọng kinh trầm hùng rất là tuyệt vời của thầy Phổ Hương. Và đặc biệt nhất đêm hôm nay, với sự khẩn thiết một số Phật tử, thầy sẽ
là người bao chót chương trình văn nghệ bằng một nhạc phẩm mà thầy chọn lựa. Nhạc phẩm ấy không phải là một ca khúc đúng nghĩa, thầy chuyển tải tinh thần Phật pháp qua lời ca tiếng hát như một bài thuyết pháp sống động qua dòng nhạc. Thưa quý vị, chuẩn bị để chào đón tiếng hát thầy Phương sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Và ngay bây giờ xin mời một tràng pháo tay đến với nhóm Hương Sen. Và thưa quý vị, nhóm Hương Sen gồm có anh Benny Sài Gòn và một số Phật tử thân thương. Trong một cái màn sẽ là đặc biệt, chúng tôi không phải gọi là cái này là cái gì anh Benny nè? Một phần cái này là tán thánh Phật A Di Đà, là mời các quý vị ra cùng giao lưu. Tức là không phải là một màn vũ, nó không phải là một hát xiệc nữa, mà nó là kinh hành. Quý vị ngồi nãy tới giờ, bây giờ mình phải đứng dậy để mình đi kinh hành. Và đinh đi kinh hành trong một bản nhạc gọi là Tán Thán Cõi Phật A Di Đà, phải không? Đã được phổ nhạc. Tác giả của nhạc phẩm là Sư Cô Thích Nữ Huệ Ngạn. Xin mời quý vị một tràng pháo tay đến Hương Sen. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Về Tây Phương có A Di Đà, ở có đây có Phật Thích Ca. Hai nước phát tâm là đồ dân chúng nơi ta bà về bên cõi A Di Đà. Rồi mời các quý. Nam A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Chuẩn bị quý vị ngồi nán lại sau tiết mục này thầy Phú Hương hát nha. Mời thầy đi trước ạ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn anh Benny. Thưa quý vị, Benny hôm nay là anh có cái đầu rất là mới, nhằm tức là minh tánh và minh tánh với là Diệu Khánh. Dạ, Diệu Khánh hôm nay minh tánh lên thì cái đầu rất là tròn. Diệu Khánh thì với cái quân khăn quấn ở trên đầu, tại vì nhị vị vừa mới đi hành hương Ấn Độ là phát tâm gọi là xuất gia gieo duyên, cho nên xuống tóc ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị chúc mừng Benny, chừng nào về cực lạc nhớ kéo mình theo với. Và thưa quý vị, tiết mục kế tiếp chắc chắn là tiết mục mọi người mong chờ. Và trước khi tiết mục mong chờ được bắt đầu, chúng tôi xin thưa một lần nữa, vị nào trên bàn có những phong bì đã bỏ tịnh tài vào đó để cúng dường mà chưa có ai đến thâu nhận, xin quý vị vui lòng đưa tay, chúng tôi sẽ cử một anh em trong ban tài chánh sẽ đến tận bàn để ghi nhận. Còn nếu để thuận tiện quý vị cái mạnh dạn bước lên đây đem cái phong bì ấy vào chúng tôi, xin chúng tôi xin được vui lòng để đón nhận. Và chúng tôi được biết là bàn số 37 Trúc Hiền 100 Út Kim, và bàn không có ghi số bàn Nguyên 50 Út Kim. Vâng, ban tài chánh xin mời lên nhận giùm anh. Thưa quý vị, lúc nãy tôi công bố con số tài chánh ghi nhận được lúc nãy là tròm trèm 60.000 Út Kim. Bây giờ cộng tất cả những nguồn gọi là trội ra sau khi
bữa tiệc này được được cho đến giờ phút này. Chúng tôi xin mạn phép được cộng thêm 24.500 nữa. Như vậy là chúng ta có được 84.500 một kim. Quý vị vui không ạ? Rất là vui. Nhưng mà 84.000, nếu ở đây chúng ta có 70 bàn tiệc mà mỗi bàn cho 1.000 nữa thôi, có 70.000 nữa liền. Nhưng mà chúng tôi không dám mong như vậy. Thưa quý vị, còn 16.000 nữa chúng ta sẽ chẳng được 100.000 cho đêm gây quỹ này. Do đó 16.000 một người cho 100. Thưa quý vị ơi, chúng ta chắc chắn đạt con số 100.000 được liền. Ai muốn cho thêm 100 cứ tới gặp ban tài chánh và đi chùa Long Quang sau đó thì quý vị sẽ được biết kết quả trọn vẹn có đúng 100.000 như chúng ta mong hay không. Bây giờ mời quý vị ngồi xuống ngay tại chỗ, khoan đi về đó. Bởi lẽ xin quý vị chuẩn bị chào đón tiếng hát đặc biệt của Thượng Tọa Thích Phổ Hương cho chương trình cây quỷ hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay để cung kính Thượng Tọa. Alo. Chân thành cảm ơn Gia Hiếu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, thực ra là mấy năm nay chúng tôi càng ngày sức khỏe nó càng xuống, cho nên giọng hát hôm nay nếu mà có gì thiếu sót mong quý vị thông cảm cho ha. Chúng tôi xin gửi đến cho đồng hương Phật tử qua bài Vọng Cổ với tựa đề là Tìm Về Cõi Phật. Từ ngày tôi lánh xa miền thế tục, chốn thiền môn gửi gắm chút lòng thành, Như Lai Phật Tổ độ trì cứu khổ chúng sanh, trái lạc muối dưa làm lành lánh giờ. Chiều chiều ra ngắm mấy chiều bay, mong chờ trắng gió béo trên cành chim hót, trăm hoa ngát thơm thăm chùa, hoa ngát thơm thăm chùa, theo bốn mùa kề trên nề, tam quy ngủ với con giữ gìn. Ôi tiếng chuông mỏ xa đưa như thúc giục tăng ni Phật tử sớm trưa hết lòng lo tu niệm. Ơn đức Như Lai tự hồ non biến này con quỳ trước Phật đài thắp hương khấn nguyện cầu xin cho bá tánh vạn niên thiện phước lành. Ao bà hai tay con dứt giả chân thành, đạo pháp chỉ dành đâu là sông mê bể khổ, đã tu hành vây tánh lũ ma dương, vui thì vui với gói hương qua trái, đi phải đi đúng đường Phật dạy từ tâm, luôn luyện đèn phần giáo lý quanh năm để khỏi sai lầm ngày đêm sám hối. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho rừng xanh chim mát gió nhà qua cười, cho bốn bể yêu thương
bên người. Khắp nẻo vườn xuân muôn đời lấy lòng, mát bóng Bồ Đề cửa Phật mi ni. Tiếng hát câu hò mở rộng lối đi, đồng lúa reo vui mỗi khi mùa đơn. Cuộc sống thanh cao nghĩa tình quý mến, cho thiện đạo thiện đời chung bến tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay con đã yên bề tu niệm tháng năm dài khổ luyện chữ sách không, quạt gió đèn trắng cửa Phật mênh mông. Tu thanh đạm nghe nhẹ lòng Phật từ. Bữa ăn dòng đêm đồng vàng qua đưa đó trăng, nghiền bóng thị hành soi núi mây ngàn. Nở trần nay đã hết dương mang, thanh thời coi Phật không hề bằng chi truyền thế gian. Thanh thời coi Phật không hề bằng chi truyền thế gian. Dưới ánh sáng Phật tổ Như Lai, lòng có nguyện niệm tâm minh mắt nhìn tường to. Đường vào đạo thân thang rộng mở thuận hòa, nắng gió theo bước chân con rộ nở sắc hoa vàng. Mỗi bước con đi lòng thấy rộn ràng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới chư vị Bồ Tát Ma Ha Tát, cho trái đất muôn loài gieo hạt từ bi. Tham sân si chúng ta phải liều nên từ bỏ, qua bờ bên giác còn nhiều gian khó. Phải bình chí kiên tâm như lửa đó thử vàng. Con đã tỉnh giấc rồi không còn mơ mộng, sớm tối cửa thiền nghe mò trong tiệm cầu an. Tiếng chuông chùa giải thoát nỗi nghiệp quan, lòng con cũng hết ngổn ngang trăm môi. Anh đạo vàng đã đưa con đi tới tột đỉnh cao siêu có đức Phật hiền màu. Đời là bể khổ sống đau, tìm về cõi Phật ngõ hầu thoát thân. Lánh xa thế tục bụi trần, tu là mỗi phút mà còn tập ngại chi. À,
Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhà hàng Ritual Ba Lai đã tạo điều kiện cho chúng tôi mở buổi tiệc hôm nay thật là thành tựu viên mãn. Xin chân kính chúc tất cả chủ và nhân viên nhà hàng và gia đình quý vị có cuộc sống luôn luôn bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Mô Phật đội ơn thầy, thầy hát bài hát cảm động quá. Và đặc biệt nhất là bài hát chốt cùng giới thiệu xin được gửi đến quý vị là danh sách của bàn số 7 được gửi đến. Và là 170 Úc Kim, Cô Kim, Giác Nhuận 200, Clayton 90, Nguyên 50, bàn 37 của Trúc Hiền 100, Bùi Thị Xuân 50, Châu 50, gia đình Từ Hướng Hùng 100, bàn 69 100, Sen Đá 308, Diệu Ánh 100, Trúc Nhu 1000, Vô Danh 50 và Kim 50. Thưa quý vị, danh sách này tổng cộng được là 2490 Úc Kim. Như vậy còn một số phong bì đưa lên vào giờ chót, chúng tôi được nhẩm trong này có Minh Tánh và Diệu Khánh gửi cúng dường 500 Úc Kim. Và một Phật tử ở Florida, USA, Phương và Nga Ly gửi cúng dường chùa Hương Long mà chùa Long Quang mà không để là bao nhiêu. Gia Hiếu không tiện tay để mở trong lúc này. Xin được dự đoán để đó. Và được một và vị Phật tử Phượng Đức 1000 Úc Kim. Giờ chót vẫn nhận được nhiều cúng dường hậu hỷ và cúng dường chùa Long Quang và phong bì. Và nhận được là trong này là 50 Úc Kim. Dạ. Và một số tiền lẻ, một số Phật tử đưa đến tận tay thầy, thầy chuyển về hiếu 100 nữa. Thành ra làm bài toán vào giờ phút chót, xin nhẩm để được công bố. Mỗi lần đi gây quỹ về, nhất là được làm MC cho chương trình thế này, Phật tử ngày mai, ngày kia mà gặp nhau thường hỏi anh Gia Hiếu ơi, tối đó gây quỹ được nhiều vậy. Nhưng đó là câu hỏi mà mọi người rất mong muốn biết, không phải để làm gì, để chúc mừng và vui cho nhau. Và Gia Hiếu xin được nhẩm lúc nãy công bố là 84.760, bây giờ cộng thêm với 2.490 của danh sách và một số tiền lẻ tròm trèm, Gia Hiếu có thể công bố là được 90.000 Úc Kim. Xin quý vị cho một tràng pháo tay vì chúng ta cùng chúc mừng nhau trong một đêm thật là trọn vẹn. Một lần nữa xin hồi hướng công đức đến cùng toàn thể Phật tử và đặc biệt chúng con xin đội ơn Thượng Tọa Phổ Hương đã tạo duyên lành cho Phật tử chúng con được đến đây trong đêm nay để góp một chút phần công đức. Và thưa quý vị, những Phật tử nào còn lại, ai muốn có bộ ảnh chung với Thượng Tọa Phổ Hương, xin quý vị mời quý vị chúng ta cùng lên đây để có một bộ ảnh chung kỷ niệm chung với Thượng Tọa. Xin mời các anh, các chị, các cô, các bác, xin mời lên. Tất cả những bạn nào còn lại xin mời lên đây chụp hình chung với thầy để có kỷ niệm của giờ chót cùng trong đêm gây quỹ hôm nay. Xin cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị ra về trọn vẹn một đêm vui và những ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát, đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, sáng oai nghi thầy nhà, với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca, ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta,
sống an vui chan hòa, sớm hôm câu Di Đà với hạnh nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, mái chùa bao hiền hòa, cây xanh rợp bóng mát đón chào người vào ra. Con yêu chùa của ta, Đức Quan Âm an hòa, dáng oai nghi thầy nhà với nụ cười nở hoa. Phật tử con đi lễ lên chánh điện nguy nga, cúi đầu con khấn lạy ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngẩng đầu nhìn tôn kính đấng Tư Phụ Quang Minh, dâng lên lời phát nguyện Nam Mô A Di Đà. Con yêu chùa của ta, quý thầy sư thật thà, ban vui về muôn lối, cứu độ người gần xa. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm câu Di Đà với hạnh nguyện thiết tha. Con yêu chùa của ta, sống an vui chan hòa, sớm hôm câu Di Đà với hạnh.